Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay mình sẽ thực hiện một món cháo ăn dặm dành cho bé. Đó là mình sẽ nấu cháo ức gà và nấu kèm với mướp. Ở đây thì nguyên liệu để mình thực hiện món cháo ức gà nấu với mướp là ở đây thịt gà mình dùng để mình nấu cháo cho bé thì mình lựa cái phần ức gà. Mình lấy cái phần ức gà thì cái phần thịt gà rất là chỉ có mình cái phần thịt nạc và nó không bị răm xương hay là bị cái gân cái da và nó rất là dễ bằm, nhiều chất dinh dưỡng. Và cái phần thịt ức gà cũng là cái phần thịt mà mềm, bé sẽ dễ dàng ăn. Mướp ở đây thì mình sử dụng một khúc khoảng bằng một đốt ngón tay. Mình cắt, mình gọt sạch, mình cắt tư. Nếu bé đã có thể ăn được hành thì mình cho 1-2 lá hành lá nhé. Hơn một nửa chén cháo đặc. Mình chuẩn bị tùy vào cái khẩu phần ăn của bé. Và nước dùng ở đây thì cái nước luộc gà, mà mình dùng cái nước luộc gà cho gia đình để mình nấu cháo cho bé, để nó tăng cái vị thơm ngon và được ngọt, cái vị ngọt tự nhiên của nước dùng nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái phần mướp này, cho mướp này vào để cái phần nước dùng để mình đi luộc nhé. Lát nữa thì mình sẽ bằm cái phần mướp này, mình sẽ luộc cái mướp này cho nó chín rồi mình sẽ bằm. Còn với phần ức gà này thì bây giờ mình sẽ đi bằm nhỏ nhé. Vậy là mình đã vừa bằm xong cái phần ức gà và mình bằm lộn với cái hành lá mà mình đã chuẩn bị. Ở đây thì mình cũng chia sẻ với các mẹ là đối với các bé mà đang còn mới bắt đầu ăn dặm ở cái giai đoạn khoảng từ 8 tháng trở đi thì mình cũng khuyến khích các mẹ là nên cho bé tập ăn một số loại gia vị, ví dụ như là hành, tỏi hay là một chút xíu thôi. Mình tập dần dần cho bé để bé quen với mùi vị của những cái loại gia vị đó thì sau này bé sẽ không kén ăn. Mà gia đình mình ăn những cái món nào mà mình có nêm nếm những cái gia vị đó thì bé cũng hợp tác rất là tốt. Nên là bé nhà mình thì mình tập cho bé ăn từ rất là sớm, nên bé cũng không kén ăn mà cũng không kiêng gì. Chứ một số bé thì mình thấy là vì ngay từ nhỏ là các mẹ đã không cho bé ăn hành hoặc là không cho bé ăn tỏi, nên là đến lúc mà đồ ăn mà chỉ cần dính một chút xíu hành hay tỏi là các bé cũng không hợp tác và các bé sẽ không nhất quyết là các bé không ăn. Nên là mình cũng có thể là ở cái giai đoạn tập ăn này mình tập cho các bé nhé. Ở đây thì thịt gà mình đã bằm xong, bây giờ mình sẽ cho vào đây. Đối với cháo của em bé thì mình không có nêm gia vị, nhưng mà mình sẽ cho vào một chút xíu nước mắm nhé. Đây, mình sẽ cho vào một chút xíu nước mắm thôi. Một xíu thôi, cái này nhiều quá mình chỉ cho mấy giọt thôi, mình còn thừa cái phần này thì mình bỏ đi nhé. Mình rót ra nó nhiều quá đấy, mình đảo, mình trộn đi cho cái thịt gà của mình nó ngấm thấm đều nước mắm để cho nó đậm đà hơn một chút xíu. Chứ cái phần thịt gà này thì nó cũng có cái vị ngọt tự nhiên của thịt gà rồi, nó rất là ngọt rồi, lại cộng thêm cái phần nước dùng nữa rồi, nên là mình nấu cháo cho bé thì đa số là mình không có nêm, nhưng mà phải nêm một chút xíu nước mắm để cho nó tăng cái độ thơm ngon. Rồi mình sẽ để đây để lát nữa mình bằm, mình nấu cháo thì mình sẽ cho thịt gà vào sau nhé. Đối với món cháo thịt gà này thì mình cũng có thể chế biến theo cái nãy là mình có thể mang mình phi thơm một chút hành và mình phải xào qua cái thịt gà này và mình nấu chín cháo rồi mình cho vào, mình trộn cho các bé ăn. Nhưng mà tùy thuộc vào khẩu vị của từng bé. Đối với bé nhà mình thì nó lại không thích ăn cái kiểu mà mình xào như vậy. Tại vì chắc có lẽ là do lúc mà mình xào thì nó thơm ngon hơn, nhưng mà thịt của mình thì nó lại cứng, nên là bé lại không thích ăn. Bé lại thích ăn là bằm rồi bỏ trực tiếp vào cháo thì nó sẽ ngọt hơn và nó mềm. Tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi bé mà các mẹ chế biến nhé. Khi mà mình luộc chín cái mướp này rồi thì mình sẽ vớt cái mướp này ra, mình bằm nhỏ nhé. Mình sẽ bằm nhỏ cái mướp này ra và mình sẽ sử dụng cái nước dùng này luôn. Mình cho cái phần cháo của mình cho luôn cái phần cháo của mình vào nhé.
Đây, sau khi cái cháo của mình nó đã sôi lại rồi thì mình sẽ cho cái cháo của mình nó đã sôi lại thì mình sẽ cho cái phần thịt gà. Ở đây thì các mẹ chú ý là nếu mà các bé mà mới tập ăn mà chưa ăn thô tốt á, thì các mẹ có để tránh thịt gà mà bị vón cục lại khi mà mình cho vào nồi á, thì các mẹ có thể cho vào một chút xíu nước và mình tán ra như thế này, thì một chút xíu nước thôi nó sẽ làm cho thịt gà của mình nó không bị vón cục lại. Đây, mình sẽ cho thịt gà vào nhé. Và khi mình cho vào thì có cái muỗng ở trong này, mình sẽ lấy cái muỗng này ra, mình nhanh chóng mình lại dùng cái muỗng mình đảo đều để cho tránh cái thịt gà của mình nó bị vón cục lại. Nghe mùi rất là thơm. Và mình sẽ cho nốt cái phần mướp mình đã bằm. Mướp này thì bé nhà mình nó rất là thích ăn, tại vì cái mùi vị rất là ngọt. Trong mướp thì cái vị nó có rất là nhiều vitamin và khoáng chất, nên là nó có cái vị ngọt rất là đặc trưng, mùi thơm. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món cháo thịt gà nấu với mướp cho bé. Bây giờ mình sẽ cho ra tô để cho bé ăn nhé. Các mẹ có thể, nếu yêu thích video của mình thì các mẹ có thể nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video miễn phí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo.